Đoạn video clip này được ghi lại vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thiếu tá Thái Văn Tâm cùng tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Khi đến đoạn đường Phan Đình Phùng thuộc tổ 6, phường Châu Phú B, tổ tuần tra phát hiện nghi phạm Dương Văn Hậu, ngụ địa phương, đứng giữa đường cầm dao tự chế vung dao chém người đi đường. Nhận thấy hành vi của thanh niên này quá nguy hiểm, thiếu tá Tâm liền đến khuyên ngăn bỏ vũ khí, nhưng nghi phạm Dương Văn Hậu hung hăng không nghe. Để tránh hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, thiếu tá Thái Văn Tâm chủ động trấn áp nghi phạm. Trong lúc giằng co bắt giữ, thiếu tá Tâm bị nghi phạm Dương Văn Hậu dùng dao tự chế chém trúng vào tay, gây mất máu nặng. Lúc này, lực lượng chi viện công an thành phố Châu Đốc đã kịp thời đến hỗ trợ đưa thiếu tá Tâm đi bệnh viện cấp cứu. Riêng nghi phạm Dương Văn Hậu đã bị lực lượng công an thành phố Châu Đốc bắt giữ để xử lý theo quy định. Vụ việc đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân địa phương. Ngày 2 tháng 1, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm, cán bộ đội tổng hợp Công an thành phố Châu Đốc. Thiếu tá Thái Văn Tâm là cán bộ công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ. Tại bệnh viện, thiếu tá Thái Văn Tâm được chẩn đoán gãy xương ở cánh tay và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, thiếu tá Tâm vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Đại tá Lê Phú Thạnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Thái Văn Tâm trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống nhân dân, đồng thời động viên thiếu tá Tâm an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để sớm trở lại sinh hoạt, công tác. Hiện vụ việc nghi phạm Dương Văn Hậu cố ý chống trả, gây thương tích cho thiếu tá Thái Văn Tâm đang được lực lượng công an thành phố Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định.